Chúng tôi xin kính chào quý khán giả Đài Lý Thuyết Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ xin tiếp tục chương trình về Cyber Security, an ninh mạng với anh Quân Đinh, một chuyên gia về an ninh mạng. Xin mời anh Quân tiếp tục. Cảm ơn Sơn. Thì trở lại vấn đề là bây giờ chắc quý vị cũng nóng lòng muốn biết là cyber crime, cyber attack là cái gì? Mà chúng ta thường nghe trong vòng mấy năm qua, thì hôm nay tôi list ra một số những cái cyber attack mà chúng ta thường gặp nhất, mà có thể là chúng ta đã bị kinh nghiệm rồi mà chúng ta cũng không biết. Một trong những cái common attack nhất đó là malware. Cái malware đó là cái gì? Thì chúng ta thường thường chúng ta operate một cái computer, nó có phải cái software. Thì cái software mình, ví dụ mình có anh có browser, anh có PowerPoint, anh có Microsoft Word, anh có tất cả những cái đó thì là software bình thường. Thì sau này có những cái software nó giúp cho mình, ví dụ như để là freeware. Anh thấy freeware, anh download gì, anh làm mấy cái PowerPoint mà free đó, rồi anh vẽ mấy cái picture video là free đó. Tất cả những cái đó đều có thể là spyware, là malware hết. Là khi nó vô á, khi anh download cái đó rồi nó vô á, thì nó sẽ nằm trong cái máy của anh. Khi mà cái máy anh nó bắt đầu nó start up á, nó bắt đầu nó boot lên á, thì cái đó nó đi vô cái register của nó, mà cái register đó là chỉ start up rồi nó work liền, thì nó nằm đó. Thì có những cái đó là họ chỉ nằm đó thôi, rồi họ capture những cái information, ví dụ như anh connect vô trong nhà bank của anh thì nó capture được cái password của anh, capture cái information, nó send tới một cái host nào đó. Thì đó là cái cách ăn cắp mà cũng không có làm cho mình thấy nó thấy nó bình thường thôi, nhưng mà thật sự bị ai đó đã ăn cắp rồi. Có những cái malware nó vô đó, nó làm cho cái system anh nó rối loạn tung tung hết, rồi data anh bị bức á, thì cái đó nó cũng nó làm anh bực bội một mình anh thôi. Cái đó là giống cái truyền hình trường hợp của Do Thái, họ thảy cái USB vào cho cái gần cái trung tâm nguyên tử của Pakistan đó, phải không? Dạ, cái ông đó. Nào ông lấy cái đó rồi ông cắm vào trong ấy là nó chạy tùm lum hết không? Cái cách nó spread cái malware nó cũng rất là interesting. Bây giờ ví dụ như anh có cái trong cái browser có cái cookie đúng không? Dạ. Yeah. Cái cookie hay là cookie mình ăn bánh này. Cái cookie đó là một cái software nó nằm ở trong cái đó để nó cho biết là cái ví dụ mà anh đi vô một cái website nào thì họ biết là anh đã vào rồi. Thì lần sau anh quay trở lại thì họ không phải vô những cái thủ tục như login trở lại hay là anh dễ cho anh để access như đó. Nhưng mà cái tụi mà attack cái đó thì nó dùng cái cookie để nó làm những cái như là nó theo dõi anh làm cái gì và anh làm gì trong máy đó thì nó biết hết. Thì cái cookie đó là cái nguy hiểm. Nó có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Thì thường cái đó là vậy. Rồi cái spyware có khi nó vô nó nằm đó thì nó ví dụ nó làm thay đổi data của anh. Cái data ví dụ anh viết về report về finance, ngày mai nó có lẽ mess up cái data của anh. Nhưng mà cái đó thì nó cũng đỡ, nó không có bị ảnh hưởng ngay lập tức nhưng mà ảnh hưởng lâu dài. Rồi bây giờ nó có một cái attack nữa, nó gọi là ransomware. Cái ransomware đó là nó vô trong data trong cái máy của mình. Rồi nó encrypt cái data của mình. Ví dụ như anh muốn encrypt cái register của anh là khi anh boot lên nó không biết cái register đâu thì nó hang cái máy luôn. Khi mà làm vậy thì nó mới hiện lên cái số phone hay là cái website cho anh phải vô đó, anh trả đóng tiền thì nó cho anh cái code để anh decrypt cái đó. Thì đó là nó là attack. Thì cái tụi mà Colonial Pipe bị năm vừa rồi bị đó là nó bị cái spyware đó hay ransomware đó. Khi mà bị cái ransomware đó thì cái cost nó có thể lên tới mấy trăm triệu. Tùy theo cái corporation của anh, cái business của anh như thế nào. Thì cái cost đó nó rất là cao. Mà hiện giờ đó là tụi Nga đó, Russia đó, là nó muốn dùng ransomware để nó attack tất cả những business của Mỹ vậy. Và Âu Châu. Để nó chống lại cái viện cấm vận đó. Rồi cái đó là một trong những cái attack thông thường nhất. Rồi phishing attack, anh nghe chữ phishing attack chưa? Phishing này là chữ PS chứ không phải chữ F nha. Chứ không phải là đi câu cá. Thì cái phishing attack đó, nó có ba cái hình thức. Cái thứ nhất là nó gửi cho anh email hoặc là gửi anh cho text. Thì những cái đó nó giả, nó email giống hệt như là nhà bank hay là bạn của anh gửi, rồi nó gửi cho anh để anh lại tưởng là đây là những cái genuine message, anh click vô cái đó.
khi mà click cho đó thì những cái malware như là cái spyware hay là cái ransomware sẽ nằm trong máy ảnh. Thì khi mà mình không biết là người đó là ai, người đó như thế nào, những cái information đó mình có cách để mình detect được. Và những cái đó nó giúp cho mình tránh được phải bị malware, spyware attack. Rồi. Xin hỏi anh một câu. Lâu lâu thấy bạn bè họ gửi email, họ nói là họ đi du lịch ở đâu đó. Yeah. Rồi họ mất tiền, mất bạc gì đó. Bây giờ họ cần mình gửi cho họ ít tiền. Thì đó là cái gọi là ransomware hay là, cái đó là phishing attack. Phishing attack. Phishing attack nó giả bộ là những người thân của anh, nó giả bộ là những người mà chân thật, giống như là trường học của anh hay là nhà thương của anh, họ liên lạc với anh. Thì khi họ gửi như vậy thì anh cứ nghĩ là ví dụ như nhà băng nó gửi lên là cái attack, cái account anh bị attack, anh phải liên lạc với nhà băng ngay lập tức để mà bảo cho họ, để họ bảo mật lại. Thì tất cả những cái hình thức đó là hình thức để attack hết. Thì cái hình thức mà nó gửi qua mail hoặc là gửi qua message anh gọi là phishing. Còn những cái hình thức attack như dùng voice á, nó gọi phone tới anh, nó nói đây là IRS sẽ cần biết you phải đóng thuế không, so you be back. Thì cái đó là gọi là phishing attack. Phishing là dùng voice. Rồi dùng cái là smithing là nó tag cho anh như trên Viber hay là những cái Facebook. Những cái đó nó cũng attack được. Thì những cái attack đó rất là thông thường và người ta mắc rất là nhiều, mắc phải rất là nhiều. Thì một chút sẽ nói cho anh biết là làm sao mình tránh những cái đó. Ok. Rồi một trong những cái nguy hiểm nhất là insider attack. Insider có là Trojan Horse á, anh nghe Trojan Horse không? Yeah. Là anh đem cái con ngựa vô cái thành Troy. Port Troy đó, thì anh để vô đó, thì nó đã nhét những cái spy ở trong đó rồi. Thì bây giờ mình một công ty, anh giao cho một cái người thủ kho chẳng hạn, họ giữ cái chìa khóa, mà cái người thủ kho đó họ là cái người không có tốt, thì họ có chìa khóa, họ vô họ sẽ phá cái kho của anh. Thì cái insider rất là nguy hiểm. Nó gọi là Trojan Horse attack á. Như vậy thì anh phải làm như thế nào để anh trường hợp những cái người mình có Trojan Horse thì mình làm như thế nào để mình phải chặn đứng họ, hoặc là mình narrow những cái access của họ, không có cho họ vô cái gì họ không biết hết. Thì cái đó là những cái bước kế tiếp thì mình sẽ nói sao. Rồi bây giờ cái mà chúng ta nghe nhiều nhất trong mấy ngày hôm nay đó là denial of service attack. DDoS á, mấy vừa rồi đó, khi mà bắt đầu chiến tranh của Nga với lại Ukraine á, thì Nga nó dùng cái denial of service attack, nó attack vô toàn bộ system internet của Ukraine. Thì anh biết cái attack nó là như này. Ví dụ như anh mấy vừa rồi nó có mình có cái service là mình đi chích ngừa, đúng rồi, hoặc là mình đi test. Khi mà anh đi test coi anh có bị không á, thì nó có những cái website đúng không, nhưng mà cái người đi vô nó đông quá. Nước Mỹ 300-400 triệu đi vô cùng lúc, hoặc là đi cả thế giới trăm vô đó, thì cái service nó shut down ngay lập tức. Nhiều quá nó chịu không nổi. Tại vì khi một cái application trên internet á, mà khi mà anh access quá cái giới hạn nó là đứng hết. Nó giống như anh đi vô freeway 405 đó, anh đi cái giờ cao điểm á, kẹt cứng. Thì internet nó cũng vậy. Thì cái cách mà họ attack á, là họ sẽ dùng một cái máy chủ, rồi họ dùng nguyên một cái dàn những cái máy nó bị affect cái virus đó. Rồi khi mà đâm vô một cái thì nó send tất cả request, billion request một lúc là anh đứng cái máy anh. Thì cái cách đó trị như thế nào, bây giờ cái cyber security chặn đứng như thế nào, thì cái đó là tất cả những cái đó được cái solution cyber security phải solve cái đó. Hiện giờ đó là tụi Nga nó muốn attack Mỹ bằng DOS, nhưng mà thật sự mấy năm nay thì nước Mỹ cũng đã bắt đầu dùng những biện pháp để chống nó lại đó. Denial of service attack á, là một cái nguy hiểm nhất mà rất là khó tránh. Bây giờ mình muốn tránh như đó thì mình sẽ làm như thế nào? Thì cái phần kế tiếp mình sẽ nói phần đó. Rồi cái man in the middle attack. Ví dụ như anh dùng telephone, anh gọi cho một người boss của anh bàn cái chuyện bảo mật. Nhưng mà trên phone anh tự nhiên có người đặt cái máy nghe lén ở trên giữa. Giống như Watergate rồi đó, Nixon vậy đó. Khi mà họ nghe thì tất cả những anh đối thoại của anh đã bị hết. Thì cái attack đó là man-in-the-middle attack. Thì cái đó rất là phổ thông khi mà anh dùng browser, anh connect to internet.
quý vị đang theo dõi chương trình Khéo Dùng Tiền của đài Little Saigon TV. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây để giây lát, xin quý vị đừng rời máy.